Xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là tối ngày 15 tháng 12 năm 2020. Trong cái video này Nga xin cập nhật gói cứu trợ về cái tiền thất nghiệp. Hiện tại là cái này là vẫn còn là dự luật nha quý vị, dạ chưa có thành luật. Và trong cái um, cái gói cứu trợ hôm nay thì người ta gọi là đạo luật cứu trợ coronavirus khẩn cấp năm 2020. Nga xin chia sẻ về cái vấn đề 300 trên tuần kéo dài 16 tuần. Và sau đó Nga xin chia sẻ một vài câu hỏi và trả lời liên quan tới tiền thất nghiệp. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga, đồng thời ủng hộ kênh. Nga cảm ơn rất là nhiều. Đây là một cái đạo luật người ta đã đưa ra nhưng mà chưa có thông qua. Và người ta có gọi rằng đây là một cái đạo luật là cứu trợ khẳng cấp coronavirus. 2020 thì trong đây là Nga chỉ tóm tắt những cái thành phần, những cái phần mà về tiền thất nghiệp thôi nha quý vị. Và sau đó thì những cái câu vài câu hỏi liên quan tới tiền thất nghiệp. Trong cái đạo luật mà chưa ký này, người ta cũng có nè, nói về là số tiền thất nghiệp, tất nhiên đó là tiền là UI là những ai mà làm là W2 và số tiền là PUA là 1099. Trong đây, và trong đây người ta cũng có giải thích nhiều cái khác nữa Nhưng mà Nga chỉ là hầu hết là quý vị hỏi những cái, cái um, tiền thất nghiệp là về cái UI Chứ nhiên là W2 và PUA là 1099 Đạo luật này ra đời để mà gia hạn tiền thất nghiệp Trong đây người ta cũng có nói rằng là gia hạn cho tới là 19 tháng 4 năm 2021. Đây là hiện tại vẫn là dự luật nha quý vị. Và người ta cũng có nói rằng là ngày bắt đầu là trả người ta chưa có giống như là người ta chỉ đưa ra là 31 tháng 12 năm 2020. Nhưng mà cái final, tất nhiên là cái cuối cùng á, thì người ta vẫn chưa nha quý vị. Và dạ, khi nào mà người ta ô ký xong rồi, bây giờ là bắt đầu trả từ ngày này tới ngày này, thì lúc đó mới là chính xác. Tại vì bây giờ là vẫn giống như là cái giống như cái dự luật, giống như là vẫn còn là nháp đó quý vị. Giống như là người ta soạn ra nhưng mà chưa có ký. Dạ, Nga chỉ nhấn mạnh, Nga xin thưa vậy đó. Rồi, đây là một lần nữa 31 tháng 12 năm 2020 Nếu như mà thông qua Thì đây là cái ngày người ta dự định dạ. Yeah. Rồi trả 16 tuần Thì cho tới là 19 tháng 4 Năm 2021 Trong cái phần này Người ta cũng có nói rằng Là những hầu hết là những cái tiểu bang á, là trả là 39 tuần nè. À. Rồi, bây giờ á, là người ta thêm vô 16 tuần nữa. Tất nhiên á, là tổng cộng là 55 tuần. Đó là cái phần đầu của cái dự luật thì Nga vừa chia sẻ. Còn trong đây là giới truyền thông cũng có là chia sẻ ra. Và sáng nay là Nga cũng có chia sẻ trên cái dòng community. Tất nhiên là cái dòng mà cộng đồng, cái nút cộng đồng á. Rồi, đây là cái mà người ta có nói rằng là trong đây cái gói cứu trợ lần này á là người ta sẽ là bao gồm là có tiền thất nghiệp là 300 trên tuần cho những người à, bị thất nghiệp và kéo dài là 4 tháng. Khoản tiền hàng tuần là 300 được gia hạn. Thì người ta cũng có nói là cái cái khoản mà quý vị là nhận được cái số tiền thất nghiệp này là không có cái hiệu lực trở về trước. Tất nhiên là không được tính lại. Tính lại là sao? Là những cái từ bắt đầu là ngày 5 tháng 9 năm 2020 thì quý vị đã không còn cái số tiền là 300 nữa. Như vậy là từ cái hôm mà ngày 5 tháng 9 tới bây giờ là quý vị chỉ nhận được cái tiền thất nghiệp hàng tuần của quý vị thôi, không nhận được thêm cái tiền liên bang gì hết. Và bây giờ người ta có nói rõ ràng trong đây, tất nhiên là nếu như mà cái dự luật này thông qua và quý vị nhận được 300 trên tuần thì người ta sẽ là không có tính lại những cái tháng, những cái tuần mà quý vị đã là không nhận cái tiền của liên bang. Tất nhiên đó là ví dụ như là ngày 5 tháng 9 chẳng hạn, giống như Nga vừa chia sẻ. Cho nên là trong đây người ta nói là không có tính lại. Như vậy thì bắt đầu từ đâu? Hồi nãy ở trong cái dự luật đó là người ta nói là 31 tháng 12 năm 2020 tới là ngày 19 tháng 4 năm 2021. Nhưng mà trong đây cái cái thông tin này là truyền thông đưa tin nha quý vị Dạ người ta có là nói là 26 tháng 12 năm 2020 rồi cho tới là 19 tháng 4 19 tháng 4 năm 2021 chứ nhiên nó là 16 tuần như vậy có nghĩa rằng là nếu như mà cái dự luật này thông qua thì quý vị sẽ nhận được là 300 trên tuần cái tiền gia hạn. Thì trước đó là quý vị cũng đã là nhận ví dụ như là 600 theo cái đạo luật CARES cung cấp cho tới là cuối tháng 7. Và sau đó thì quý vị có nhận thêm được cái khoản mà thanh toán hỗ trợ cho những người là có đủ điều kiện là nhận được thêm 300 là do Tổng thống đã, đã, đã ký. Thì bây giờ là nếu như mà cái lần này, cái dự luật là lần này thông qua, thì quý vị sẽ nhận được uh, thêm là 300 trên tuần và kéo dài tới là 19 tháng 4. Vậy thì cái chương trình này, cái chương trình mà 300 này nếu như mà dự luật này thông qua thì được 16 tuần trong bốn tháng. Như vậy là ai là sẽ người đủ điều kiện. Trong đây người ta cũng có nói rằng đây là cái chương trình áp dụng cho những người hỗ trợ cho những người là bị thất nghiệp bao gồm là chương trình PUA 1099 và UI là W2. Cái đạo luật này làm do lưỡng viện đã là bàn thảo và cái đạo luật cứu trợ khẩn cấp Coronavirus năm 2020 này cũng sẽ là ban hành thêm là 16 tuần trợ cấp thất nghiệp thông qua cái chương trình liên bang tạm thời mà cái chương trình liên bang tạm thời này á là sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 này cho nên là cái đạo luật cứu trợ khẩn cấp coronavirus năm 2020 316 tuần này đã ra đời nhưng mà vẫn chờ để mà hy vọng là ngày mai hoặc là trong tuần này để mà người ta sẽ là có thêm cái bước tiến nữa để mà thông qua cái dự luật mà sau khi thông qua cái dự luật thì quý vị sẽ là PUA 1099 và W2 là sẽ là được hưởng cái chương trình này, cái chương trình mà hỗ trợ cho những người đang thất nghiệp. Phần kế tiếp là Nga xin được trả lời một vài câu hỏi mà quý anh chị để lại. Câu hỏi đầu tiên đó là có một chị hỏi rằng bắt đầu là từ, tất nhiên là cái số tiền là 300 này thì à, có chị hỏi là bắt đầu từ tháng 1 hả Nga, không thấy Nga nói ngày áp dụng. À, làm cái trong đây á là hồi nãy Nga có chia sẻ trong cái dự luật này người ta có nói là bắt đầu là 31 tháng 12 năm 2020 cho đến 19 tháng 4 năm 2021. Nhưng mà giới truyền thông á là người ta có đề cập là 26 tháng 12 tới là 19 tháng 4. Nhưng mà cứ dạ thì mình bây giờ là mình cứ chờ đi, chờ đi thử là ngày mai hoặc là trong tuần này hy vọng là có thêm cái thông tin mới mà người ta ký rồi người ta sẽ đưa ra những cái thông tin chi tiết thì làm quý vị sẽ biết chắc chắn là 31 tháng 12-2020 hay là 26 tháng 12-2020 và trong đó là có được 16 tuần là trả tới là 19 tháng 4 năm 2021. Một chi tiết nữa Nga muốn chia sẻ đó là cái số tiền 300 này á, là người ta hỗn rài là người ta đưa ra cái dự luật mà trị giá là 748 tỷ đô la do một cái nhóm là thượng nghị sĩ lưỡng viện đã là đưa ra hôm đầu tuần. Và là cái chương trình này cho nên là người ta đưa ra cái chương trình này và cái chương trình là 300 cho 4 tháng trong vòng 16 tuần thì tất nhiên là người ta lấy từ cái trong cái khoảng mà 748 tỷ đô la sau đó. Và thêm một câu hỏi nữa, đó là một bạn có hỏi rằng nếu như mà cái dự luật này thông qua và được gia hạn tiền thất nghiệp thì ngoài cái số tiền mà được tăng thêm 300 này tất nhiên là được được tăng thêm 300 hàng tuần này thì có nghĩa rằng là cái 300 này được trả ngoài cái tiền thất nghiệp thì được trả thêm 300 nữa hay là chỉ là 300 cái câu hỏi rất là hay và nha xin thưa rằng hiện tại là trong cái dự luật người ta đưa ra thì người ta không có nói chi tiết không có chỉ ra chi tiết là ồ oh, ngoài cái tiền thất nghiệp là quý vị sẽ nhận được thêm 300 nữa. Nhưng mà nếu như mà quý vị nhớ là hôm là tháng 7 cái chương trình mà 600 thì ngoài cái tiền thất nghiệp thì quý vị nhận được thêm 600 nữa. Hoặc là cái chương trình là LWA gần đây, chứ như là cái chương trình đó kết thúc là hôm ngày 5 tháng 9 năm 2020. Thì ngoài cái tiền thất nghiệp là quý vị là hưởng tiền thất nghiệp tối thiểu là 100 thì quý vị đủ điều kiện rồi quý vị nhận được thêm 300 nữa. Cho nên là Nga cũng uh, tin rằng hy vọng và yeah, hy vọng rằng là nếu như mà cái dự luật này thông qua thì người ta sẽ áp dụng như cái chương trình trước đây tất nhiên là ngoài cái số tiền thất nghiệp thì quý vị nhận thêm 300 nữa thay vì là chỉ có là nhận 300. Nhưng mà chỉ là hy vọng là cái uh, vài ngày tới có thêm được cái thông tin và khi được cái dự luật này ký thì mình sẽ có được cái thông tin chi tiết nhưng mà nhưng mà nga cũng là hy vọng rằng là cái số tiền ba trăm này là cộng với cái số tiền thất nghiệp của quý vị nữa nga cảm ơn rất là nhiều các anh chị đã để lại các câu hỏi và là để lại những cái lời chia sẻ và bây giờ cái video là nga thấy là cũng dài rồi á cho nên là nga xin được dừng cái video tại đây và nga sẽ làm riêng một cái video nữa để mà nga chia sẻ về cái số tiền là overpayment có cần phải trả lại không nếu như mà cái dự luật này thông qua và trả lời tiếp những cái câu hỏi của các cô chú anh chị để lại mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.